情，沧海谁人替，世人都说人有情，相思谁人忆，我道人间多少苦楚，生死无心。你这只傻傻的狐狸精，今生来世只为情。狐狸精，狐狸仙，千年修行万年间，火红牙，露珠牙，霸气呀是无双，霸气呀是无双，是Bình Lý Hồ, tập 8. Ngã chết ta rồi, tiên sinh. Ngã chết ta rồi. Ngã chết ta rồi. Chuyện gì vậy? Người đã dùng tử mâu trùng rồi. Tôi muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ. Đã mạo phạm rồi. Dù có chuyện gấp thì cũng không thể quấy rầy giấc ngủ của người khác chứ. Đáng ghét quá đi. Mong tiên sinh bỏ qua. Được rồi, được rồi. Nể mặt người lúc trước đã giúp ta, nên ta tha thứ cho người đó. Nói đi. Hôm nay tìm ta tới có chuyện gì? Tôi muốn nhờ tiên sinh cứu một người. Cứu người? Bản thân y đắt lắm đấy nhá. Tiên sinh, ở bên này. Tránh ra. Người đoán không sai, đúng là bạch đầu ông. Độc này có cách giải không? Nhìn người sốt ruột như vậy, người và cô ta là quan hệ gì? Chẳng có quan hệ gì. Chẳng có quan hệ gì. Có phải thích cô nương nhà người ta rồi phải không? Ông nói bừa gì vậy? Làm sao tôi có thể thích nữ nhân loài người này được? Có người bị nói trúng tim đen nên xấu hổ rồi. Ông còn nói bừa nữa. Cẩn thận, tôi một đường đánh chết ông đấy. Được thôi. Dù sao thì thuốc độc bạch đầu ông này được truyền từ Đông Doanh vào đất liền, không có thuốc giải. Ngươi hãy chờ những người trong lòng chết đi. Ông đừng ồn nữa. Sống chết quan trọng. Những lời ta nói là thật đó. Quả thật không có thuốc giải. Nếu quả thật không có thuốc giải thì tôi chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Trong cơ thể mỗi con bạch hổ đều có một viên linh châu có thể cải tử hoàn sinh. Linh châu? Chuyện này không được. Người biết rằng lấy linh châu ra xong sẽ có hậu quả gì không? Sẽ bị mất hàng ngàn năm đạo hạnh, trở lại nguyên hình đó. Ít nhất thì sẽ không chết, không phải sao? Dù sao thì ta không đồng ý. Vậy ngài nói cho tôi biết cách tốt hơn đi. Các người thật là đáng ghét. Hãy đi tìm ả tiên hoa bỉ ngạn đó đi. Phì chết đi được. Tiên hoa bỉ ngạn? Vậy thì vẫn cần tiên sinh ngài giới thiệu giúp rồi. Người phiền phức thế hả? Lúc đầu đã nói rõ rồi, đến chết cũng không gặp lại nữa. Tiên sinh, sự việc đã trôi qua lâu thế rồi, nói không chừng người ta đã sớm không còn tính toán với ngài nữa rồi. Không tính toán. Này, người cầm nó đi. Đến xin bà ta một hạt giống. Hạt giống? Nó không giải được độc, nhưng có thể cải tử hoàn sinh đó. Các đệ chăm sóc Tuyết Cảnh, để ta đi.
Còn nói là không thích, dội tới mức dưới chân bốc khói rồi kìa. Xin hỏi các hạ có phải là Tiên Hoa Biển Ngạn không? Là ta. Tiên Hoa, là Hồ Dung tiên sinh bảo tôi tới tìm cô. Hồ Dung tiên sinh là ai? Hồ Dung tiên sinh bảo tôi mang thứ này đến tìm cô. Cô sẽ cho tôi một hạt giống. Cút ngay, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Tiên Hoa, tôi cần hạt giống của cô để cứu người. Nếu còn chậm trễ thì không kịp nữa. Hạt giống của ta chính là quả, quả chính là hạt giống. Người có biết hoa bỉ ngạn bao nhiêu năm mới kết quả một lần không? Tiên Hoa, Hồ Dung tiên sinh từng nói ngày ấy giờ cô đã có giao tình. Câm miệng. Ta và hắn chẳng có giao tình gì hết. Mỗi một quả của ta đều đồng nghĩa với một sinh mạng. Người đem một cái túi thơm rách nát tới muốn đổi với ta, rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Cô nói đi, cô muốn điều kiện thế nào thì mới chịu đổi. Từ khi cái lão hồ ly thối Hồ Dung đó bội tính bội nghĩa bỏ đi, vườn hoa của ta đã mấy chục năm nay không có hồ tiên tới chăm sóc. Nếu ngươi muốn lấy hạt giống của ta thì hãy bắt lão tới đây gặp ta. Thế này đi, cô đưa hạt giống cho tôi, rồi cho tôi thời gian 2 tháng. Sau 2 tháng nữa tôi sẽ đích thân tới chăm sóc vườn hoa cho cô. Ngươi, ngươi chắc chứ ngươi có thể chịu đựng được nỗi cô đơn 10 năm như một ngày không? Cô đơn hàng trăm năm còn chịu đựng được, 10 năm thì tính là gì? Vậy nếu ngươi lấy hạt giống rồi lại biến mất vô tung vô ảnh thì sao? Tiền Hoa, tôi biết giờ tôi có nói gì cũng không có bằng chứng, nhưng tại hạ chỉ cầu xin cô tin tưởng. Tại hạ nhất định sẽ tuân theo lời hứa. Muốn ta tình người cũng được, hãy cho ta một lý do để tin tưởng ngươi. Chặt ngón tay làm tin. Chậm đã. Xem ra ngươi cũng là một người có tình có nghĩa. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Chỉ có điều, bình sinh ta ghét nhất là lừa dối và phản bội. Nếu sau 2 tháng nữa ta không gặp được ngươi, xin Tiên Hoa cứ yên tâm, giảng bối nhất định sẽ tuân theo lời hứa. Đa tạ Tiên Hoa, cáo từ. Bạch Sinh ca ca, liệu có kịp không? Yên tâm đi, ta đã khóa chặt phần linh hồn cuối cùng của cô ta rồi. Ta lấy được hạt giống rồi. Bà cô kia nói thế nào? Cô ấy nói ông là người bội tính bội nghĩa, là đồ vô dụng. Ta biết ngay mà, cái bà cô thối đó. Hạt giống đâu? Tiên sinh, bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Để cô ta ăn vào. Tuyết Cảnh tỷ tỷ đâu? Cô ấy đâu? Sao đột nhiên không thấy đâu nữa? Đừng có lo, đợi hoa bỉ ngạn nảy mầm đã.
Ông chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Nếu không tin ta thì tìm ta tới đây làm gì? Tiên sinh, chúng tôi không phải có ý đó. Yên tâm đi, chỉ cần nhớ kỹ hàng ngày tưới nước đúng giờ, nếu có vấn đề ta sẽ chịu trách nhiệm. Ông có chắc chắn Tuyết Cảnh tỷ tỷ không sao chứ? Hoa Bỉ Ngạn là loài hoa sinh tử luân hồi, hãy tin ta, không sao đâu. Tuyết Cảnh tỷ tỷ, tỷ nhất định phải sống lại đó. Khóc cái gì mà khóc, suối quẩy. Hoa Bỉ Ngạn thích bóng râm, các người nhớ phải tưới nước đúng giờ đó, nếu bị hạn chết thì đừng trách ta. Tưới bên này một chút. Tưới đều vào đây. Bên này, bên này. Bên này cũng tưới một chút. Tưới đều vào. Ngươi làm sao vậy? Được rồi, ở đây có ta trông nom được rồi. Mọi người đi làm việc khác đi. Được, vậy để ra trông nom cửa hàng Bình Phong. Bạch Xanh ca ca, để đi cùng với huynh. Được, cất cuốc vào kho củi đó. Nàng là ai? Rốt cuộc nàng là ai? Tuyết Cảnh, Tuyết Cảnh, Tuyết Cảnh, Tuyết Cảnh, Tuyết Cảnh, Tuyết Cảnh. Ta tới tìm Tuyết Cảnh. Cút ra ngoài. Cô ấy không muốn gặp ngươi. Có quan hệ gì tới ngươi chứ? Ngươi mới về, cút ra ngoài cho ta. Thả ta ra. Thả ta ra. Đồ chó canh nhà. Ta muốn gặp.
Đưa cho ta. Ông Bạn Sinh ca ca, sao vậy? Lão hồ ly già này cướp móng giò của đệ. Vẫn còn đây mà. Cả một bàn thức ăn này là để đền đáp công lao của ta. Sao lại là cướp móng giò của ngươi chứ? Nếu có sai sót gì thì còn có một bữa tiệc hồng môn đợi ông đó. Mọi người ăn từ từ. Họa sư Trịnh Nguyên đâu? Tuyết Cảnh tỷ tỷ đã... Trịnh Nguyên hiện đang ở trên lầu. Sao vậy? Truyền ngự chỉ của Hoàng thượng tuyên cậu ấy vào cung. Để tôi đi gọi cậu ấy. Dư Diễm, sao vậy? Có người trong cung tới truyền thánh chỉ, bảo Trịnh Nguyên tiếp chỉ. Vậy phải làm sao? Hoa Bỉ Ngạn vẫn chưa nở hết mà. Chỉ có thể để ta đi thôi. Huynh đi. Có giống không? Giống thì có giống, nhưng liệu có thể đừng có bộ dạng như muốn giết người thế được không? Thế này thì sao? Đúng vậy, hãy giữ như vậy. Tôi tới rồi đây. Tuyết Cảnh tỷ tỷ, cuối cùng tỷ đã sống lại rồi. Tiểu Hắc, đừng làm ồn. Công công, đứa trẻ này đầu óc hơi có vấn đề. Ngài đừng để ý. Đây, các ngươi đều là... Chúng tôi đều là tiểu nhị của cửa hàng. Từ sau khi họa sư Trịnh Nguyên đạt vị trí đứng đầu trong cuộc thi tuyển chọn, việc buôn bán trong cửa hàng chúng tôi rất tốt, nên phải thuê thêm vài người. Trịnh họa sư, truyền khẩu dụ của Hoàng thượng tuyên ngài tiến cung. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút, tôi còn hai câu muốn nói. Chớ có gây chuyện, tất cả đều phải nghĩ cho Tuyết Cảnh. Hoàng thượng có ngọt không? Ngọt. Nho mà Ái Phi đưa, làm sao không ngọt được. Gần đây không biết bị làm sao. Có lẽ do tuổi tác lớn rồi, sức khỏe ngày càng chẳng ra sao. Hoàng thượng nói gì vậy? Ngài là dạng tuế gia cơ mà. Đúng vậy. Bẩm Hoàng thượng, họa sư Trịnh Nguyên đã được mời tới. Trịnh Nguyên tham kiến Hoàng thượng. Trịnh đại nhân bình thân, hôm nay gọi khanh tới đây là muốn khanh vẽ cho Ái Phi của trẫm một bức họa. Khanh đi chuẩn bị đi. Tuân mệnh. Phải vẽ ta đẹp một chút đó. Trịnh đại nhân, khanh xem Ái Phi của trẫm liệu có thể sánh với sắc đẹp của hàng Nga trên cung trăng không? Đương nhiên là sánh bằng rồi. Chỉ có điều... Có điều cái gì? Có điều từ sau khi Trân Phi tiến cung, nạn chuột ở trong cung chắc là giảm nhiều rồi phải không? Trịnh đại nhân, sao mà ngài biết được? Chuột sợ mèo là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Vậy thì Ái Phi làm sao vậy? Hoàng thượng,
Thần thiếp đột nhiên thấy không được khỏe, chắc là do không chịu nổi trời nóng, muốn quay về nghỉ ngơi. Vậy nàng mau về phòng đi, chậm sẽ lập tức sai người mang thêm nhiều băng vào phòng của Ái Phi. Tạ ơn hoàng thượng. Vậy thần thiếp xin cáo lui. Làm phiền Trịnh đại nhân rồi. Trịnh đại nhân hãy quay về đi. Chuyện gì vậy? Hoàng thượng, hoàng thượng bớt giận. Trịnh đại nhân đẩy thiếp chỉ là một con mèo yêu trăm tuổi mà muốn dùng yêu pháp để mê hoặc ta. Trịnh Nguyên to gan, người nói ai là mèo yêu hả? Hoàng thượng, hoàng thượng cứu thiếp. Hoàng thượng, Triệu công công, mau đi gọi thị vệ. Dân, bắt tên phản tặc này lại cho ta. Khoan đã, hoàng thượng, gần đây có phải người luôn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tứ chi vô lực, thân thể không thoải mái không? Rốt cục người muốn nói cái gì? Vị Trân Phi trẻ tuổi xinh đẹp này của người chính là một con mèo yêu trăm tuổi hóa thành. Ả ta dựa vào việc hút tinh khí của người để tăng thêm công lực. Chỉ toàn nói bừa. Ta thấy người mới là dùng lời yêu ma để mê hoặc. Tốt nhất là ngươi tự mình khai thật ra. Bằng không hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hoàng thượng cứu thiếp. Triệu công công, mau mau, mau đi gọi người, bắt tên nghịch tặc to gan này lại cho ta. Hoàng thượng bất giận. Lời nói của Trịnh đại nhân không phải là không có lý đâu. Hoàng thượng, từ sau khi Trân Phi vào hậu cung thì sức khỏe của hoàng thượng không được như trước. Hơn nữa hoàng thượng đã nhiều ngày không lên buổi chầu sớm, bởi vậy mà bỏ bê triều chính, dặn dò bách quan, đã bàn luận nhiều lắm rồi. Hoàng thượng cứu thiếp. Người nói rằng Ái Phi là mèo yêu, chỉ là nói suông mà thôi. Nếu muốn trẫm tin tưởng thì ngươi phải đưa ra được chứng cứ xác thực. Hoàng thượng, hoàng thượng muốn có chứng cứ thì thần sẽ cho hoàng thượng chứng cứ. Đứng lại! Mèo yêu, chạy đi đâu? Tốt nhất ngươi mau chóng hiện nguyên hình, bằng không ta sẽ lập tức thu thập ngươi. Hoàng thượng, mau nhìn xem. Đây, hoàng thượng. Hoàng thượng, đây chính là Trân Phi của người. Đây chính là Trân Phi của trẫm ư? Không phải hoàng thượng tận mắt nhìn thấy ư? Hoàng thượng, hoàng thượng, dân gian có nhiều yêu quái dựa vào hút tinh khí của người để tu luyện. Chỉ có điều không ngờ được con mèo yêu này lại gan to bằng trời, dám xông vào trong cung để hút khí thiên tử. May mà thần đến sớm một bước, nếu không thì tính mạng của hoàng thượng khó mà giữ được. May mà có Trịnh đại nhân đó. Đúng rồi, Trịnh đại nhân. Khanh, sao khanh lại biết phép thuật vậy? Thần, tổ phụ của thần biết một chút đạo thuật Mao Sơn. Thần chỉ là theo tổ phụ học một ít phép thuật đơn giản thôi. Là vậy sao? Vậy khanh xem sức khỏe của trẫm, tình hình của hoàng thượng không lạc quan cho lắm. Thần đề nghị lập tức tìm ngự y, kê một ít thuốc bổ khí kiện tỳ, uống thuốc đúng lượng đúng giờ trong một thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này, tốt nhất vẫn không nên xử lý chính sự, để tránh làm hại đến sức khỏe. Phải chịu khó tĩnh dưỡng, nếu không thì tính mạng rất đáng lo. Được được, Trịnh đại nhân đúng là ân nhân cứu mạng của trẫm. Đúng vậy, Triệu công công, trọng thưởng. Dân, nếu hoàng thượng không còn việc gì nữa, vậy di thần xin cáo lui trước. Đợi đã. Vậy khanh xem con mèo yêu này, chuyện này thì hoàng thượng yên tâm, di thần tự có cách xử lý. Thank you.
是仙是妖，百年旧书，恩怨纠缠，吹发断胡，是爱是恨，一把酸楚，是善是恶，一念成湖，风影难阻，千年殊途，青山旧路，谁是归宿？凭风中心有灵犀，却锁不住心魔，哪怕修行千年一朝际，只愿与你相随不别离，此生孤寂情难寄。凭风中心有灵犀，却锁不住心魔，哪怕修行千年一朝际，